là sau đây mình sẽ chào tất cả các bạn buổi sáng nha. Các bạn ơi, sáng sớm ngày hôm nay á, mình mới nhận được một tin có từ cậu của mình đó các bạn. Thì cậu mình là ba của hai đứa em mình nha các bạn ơi. Thì ngày hôm nay mình nghĩ là cũng chắc là một ngày quay video cuối cùng. Nếu mà được thì chiều nay mình sẽ làm một cái bữa tiệc nho nhỏ nữa để gửi tặng cho hai em mình để trước khi về thành phố nha. Thì tụi nó cũng sắp vô học rồi các bạn ơi, tụ trường cũng tới rồi, vậy là cũng đã hết kết thúc một mùa hè nữa rồi các bạn. Thì hai đứa em mình chiều nay thì cậu mình sẽ rước về thành phố rồi, cho nên là sáng sớm nay mình thức dậy sớm nè, mình tranh thủ mình làm một cái bữa ăn ngon mà hai đứa em mình cực kỳ thích. Hôm nay mình có làm bánh bao gì ta, mình có mua bánh bao hình thú cưng nè, rồi với lại xúc xích chiên giòn nữa nè các bạn, với lại uống nước ngọt, và đặc biệt một cái món quà ngày hôm nay mình có chuẩn bị cho hai đứa em mình trước khi về thành phố để nhập học. Các bạn biết đó là gì không? Hãy chờ mình nha. Và cuối cùng hai đứa em mình cũng đã bước trên bục để có thể nhận thưởng sau kết thúc một kỳ nghỉ hè này nghe các bạn. Đèo teo teo teo. Né né nè, né ra đây. Wow. Chị sẽ tặng cho Tê một cái chiếc bị này nha để đi học nha. Cảm ơn chị. Wow. Tặng kẻ. Đây này. Đây, cầm quay lại cho các bạn xem. Đó, đây các bạn ơi, đây là cái món quà mà mình đã mua và để tặng cho hai đứa em mình trước khi bắt giờ em đầu được gì không chị? À mày hả? Từ từ, thằng này nó còn ở đây nha các bạn, cho nên là từ từ rồi hả tính sao các bạn. Còn trước mắt là hai đứa nhỏ này về thành phố rồi, cho nên mình có món quà này để dành tặng cho nó. Thì đây là những chiếc cặp mà mình đã lựa chọn rất là kỹ để có thể mua tặng cho hai đứa em nó nè. Đây là chiếc cặp để dành cho em bé đi học nè. Thằng em mình thì năm nay lên cấp 2 cho nên sẽ sử dụng một chiếc bị khác nha. Hy vọng đây là cái món quà mà giúp cho hai đứa em mình có một năm học thật là tràn đầy sung sức, các bạn đi học có thể đạt được cái thành tích cao nhất để năm sau. Về đây chị sẽ thưởng cho hai đứa nha. Nhưng mà chị ơi, có cái gì bên trong này nè? Trong đây là có món quà bí mật nữa nè. Hen, trong đây là nó có tặng một cái hộp bút nữa, nhưng mà thằng Tam thì lớn quá, nó mai gì dính luôn rồi các bạn ơi. Ngày hôm nay nhận được cái món quà của chị thì vui không? Vui. Nên là phải gán học nha. Rồi bây giờ thì mình sẽ tiếp tục đi đến cái bữa ăn ngày hôm nay nha các bạn ơi. Nè các bạn ơi, thì mình đã chuẩn bị cái bữa ăn sáng ngày hôm nay, cũng là cái bữa tiệc thông báo mình sẽ chia tay với hai em nha các bạn. Bây giờ mình sẽ khui nước ha. Có cái ly bự này cho vậy? Dạ, của chị á. Được rồi, thank you very much. Em thôi á. Cảm ơn Tin nha. Sẽ khui nước. Tin uống nào? Uống Coca. Ok, cho Tin trước luôn. Thôi, cảm ơn anh Bi á. Thôi, em... Gương sân ba. Phát sân băm đi. Ủa ly có tiểu gì vậy đâu rồi? Làm kia kìa. Lấy giùm chị Tiên ơi. Dạ. Em cũng không nổi. Trời đất ơi. Nó giảm con ghét cái não nó teo rồi. Con giờ trai sức yếu ớt. Đưa đây. Ê gớm mày. Ô. Đưa đây. Gớm. À. Đây để em. Nói không? Để em. Đúng. Đúng. Yeah. Giảm cắn nha. Thôi đi mẹ ơi. Nè đây các bạn. Dạ, bí quyết giảm cân của con Bi là nhịn ăn, cho nên giờ không còn sức lực nào hết trơn các bạn ơi. Ủa sao ly em ít xỉu vậy? Ở xỉu đấy à? Trời ơi, chia công bằng quá ha. Nha. Trời đất ơi. Hấp bọt. Kệ đó, bây giờ mới gọi là không công bằng. Chia. Ôi, nó hấp bọt rồi cho hết nước luôn. Rồi, bây giờ nâng ly thôi. Mình rồi. Cùng nâng ly vô. Thôi bỏ bể ly, bể ly. Bể ly. Gì vậy thôi, bể ly nha. Trong chen tấm tớ là muốn quá sao cho chen nữa đó. Bể ly thiệt á, ngoài này là không phải chen nha. Đây mà. Trời ơi, trong đó người ta thử làm á, trời ơi, tới lần thứ ba. Thâm một cái bể rồi luôn. Thôi, đừng có đú chen. Trời ơi, em nó uống rồi các bạn ơi. Không biết là tiệc chia tay nó hay là. Trời đất ơi, trời đất ơi. Bay chuối. Hồ luôn á. Sao ghi em trai. Thì mình tới bên đây là bữa cưới cùng rồi ha. Dữ dễ không ạ? Dữ dễ gì vậy?
Đây mình sẽ khui con heo trước nha các bạn, xem thấy bên trong có gì. Để khui anh bành heo này ra nha. Khui. Thứ bên trong là gì ta? Wow, nhân này là nhân đậu các bạn ơi, nhân đậu xanh. Trời ơi, mình sẽ thưởng thức nè, chia ra. Nè, cho hai em này nè. Em phần mà... này nhỏ. Trời đất ơi, thưởng thức liền vậy đó hả? Đây mình sẽ chừa thằng em mình nha các bạn. Ngon không? Mình ăn miếng các bạn, mình chừa em mình nha. Ngon. Giỏi cực kỳ thơm. Cũng mà ngọt lắm các bạn. Rất là thơm luôn các bạn. Ngày cho ăn miếng ha. Trời ơi, bánh bao kìa. Giờ tiên nè. Dạ. Này, mời tiên thử thôi. Thử thôi, ngon không? Cũng được á. Thôi bây giờ nói chung là mình cũng đón trước luôn các bạn ơi. Chắc là trong đây tất cả đều nhân đậu xanh. Bây giờ ai thích con gì ăn con đó ha. Ăn con giống giống em à. Rồi em sẽ mình sẽ ăn con gà này. Ăn chó. Ai được ăn tóc nhím nữa. Tóc bữa nay đã dựng Tiên ăn gì rồi. Ủa chả hả? Chả đừng có chút không phải trời. Tiên ăn con gì thì chọn nha. Dạ. Bé em đứng qua đây nè bé. Chị cho mày ăn cái đây, cái màu con gà nè. Ăn chân mà ăn trước đi. Trời ơi không. Nè bà con. Còn tóc luôn. Đây. Nhiều tóc. Khui ra thử rồi. Đây các bạn ơi, coi ở trong có gì nha. Wow, không, cái này nhân màu xanh các bạn. Ôi trời. Nè. Dữ hả? Nè. Thử rồi. Thơm lắm luôn. Thử rồi. À. Ăn cơm. Ăn bứt tóc nè mà. Ngon các bạn ơi. Hai cậu bạn. Nữa. Ừ, em nói gì nha. Bất ngờ. Trời ơi, cái này cũng giống quý vị nè. Cẩn thận coi bà sữa. Bà sữa chín ra. Em xem ta đây cũng giống mà. Ngon không? Ngon, vậy em sẽ khui cái que mà. Đây. Rồi, có con gì? Ui, giống màu vàng giống con heo hả? Nói chung này là như ngọt các bạn. Ê, ê, chiếc bông của tao. Lúc nào mày cũng giật hết rồi á. Trời đất ơi, có một chiếc bông mà hôm bữa nó giật gớt chiếc bông mình mất tiêu luôn các bạn. Vậy là nó làm tao phải đi mua chiếc bông mới. Là mày đúng không? Cái thằng vô dụng. Đúng không? Rớt một chiếc bông xí mất tiêu mà phải đi mua thêm một đôi lại. Người yêu hả? Người yêu một ngày thôi nha. Thôi bây giờ mình sẽ quấn con nào nữa ta. Chắc này nó cũng giống nhau ha. Nhiễm có phải bữa lần mình thấy là đó quay clip cứ sách 24 giờ một ngày với dịch bánh đó là anh người yêu của bà. Đúng rồi, anh người yêu của tôi đấy. Chia tay rồi. Chia tay rồi nha. Chia tay lâu năm. Sáng sớm thì sớm mình ồn quá các bạn. Mình ăn cái đậu nhiễm nha. Thôi. Bứt tóc nó ăn cho em. Em tuổi con chó. Mình tính chừa cho cha mẹ mình hai con các bạn. Tại vì á nãy mình tính là trái dương thịt thì mình sẽ chừa nguyên hàng. Tại vì các bạn biết sao không, cha mẹ mình không thích ăn đường ngọt. Mẹ mình thì đường cao nữa cho nên không ăn đường ngọt. Các bạn ơi, mình sẽ chừa cho cha mẹ mình hai con nha. Mình chừa con gà với con heo đi ha. Cho con tin con gà nè. Được không? Em ăn một cái là ngán. Thôi chị ơi, em không ăn con gà đâu. Ăn con gì? Em có ăn con gà không? Ăn chó hả? Cái nhân ra luôn rồi. Mình trồng cái nhân cho như thế này. Ở đây nè, bây giờ mình sẽ gom lại nha. Đứa nào muốn ăn gì thì lấy ha. Em ăn một con thôi. Rồi ăn đi. Đây là tương nè các bạn. Tỉnh coi mày. Giống như mày nhịn ngập vậy. Ngập. Sao ổn không anh? Sao tôi thấy anh ngồi vuốt vuốt ơi. Nhìn anh giống nghiện ngập quá. Giống nghiện không mày? Dạo này tôi thấy là đớn nhanh quá. Ở mà nhanh quá không biết coi vấn đề gì không nữa. Hay những như cái đó. Coi. Ổ không? Thôi bây giờ ăn nữa nha các bạn. Giờ xúc xích. Trời ơi em này ngon hay gì nè. Chị cho miếng nước nữa. Ăn bánh bao chấm. Ăn bánh bao nữa rồi Bi. Như đồn anh thích ăn bánh bao. Yeah, nghe đầu cũng nhím rồi cho. Nó là thích. Ủa? Bánh của chị. Lấy con nhím nguyên đi. Tại vì á các bạn, Bi là nó cực kỳ đảo bánh bao luôn nha. Nhưng mà ngày hôm nay thì cái này như ngọt nó không thích lắm. Trời ơi. Mất to con bánh bao rồi. Trời ơi. Ô, cha mẹ về. Giật con có đâu về.
Mở cửa Tâm ơi, mở cửa, mở cửa. Vô đi mẹ ơi. Con có chừa cho mẹ nè. Bữa nay mẹ cha mình đi chợ huyện các bạn ơi. À. Trẻ lớn luôn nè. Ổng không anh trai, tôi chừa gãy trẻ. Anh hiện ngập nè. Bên. Bao nào? Em ăn cá. Ăn mình rất là lịch sự nha các bạn, quay ra ngoài. Em ăn một cái nữa. Nhưng thịt là nãy giờ nó thồn hết rồi đó. Phải không? Thịt đẹp. Thịt chay. Thịt ngọt. Giờ tiếp tục ăn xúc xích đi. Ai ai ăn xong thì quất cái này ha. Mời các bạn cái xúc xích nha. Ôi ôi, cái này tụi nó có chuẩn bị như mayonnaise cho riêng mình nữa các bạn. Trời đó, thích ăn mayonnaise á. Anh này quá à. Trời, con sống mayonnaise kìa. Ăn lên trên, trên chấm đại lên mayonnaise đi. Không, không chấm nào. Nó có một chén. Quất ba tô rồi làm một luôn. Cái dùm tôi ăn cây bây giờ. Cảm ơn đẩy nè. Tại tôi lấy không tới chứ. Làm biến. Tôi thấy anh nghiện ngập rồi đó. Cái tay đưa không xa được các bạn ơi. Một phát ba tuần luôn. Vài bữa nữa anh hai mình về các bạn ơi. Nhưng mà hai đứa này nó đi rồi. Thật là tiếc nuối. Những cái món ăn sắp tới thì đây chắc là nó sẽ coi trên YouTube của mình. Nó sẽ thèm chết. Em coi em cắt clip ra em coi em mở đầu xong coi kết thúc luôn. Trời đất ơi. Chén chưa hợp thèm hả? Bất công lấy tô hứng lên mệt. Bất công rửa chén. Thường là ở đây là quay ra là được ăn phải không? Bây giờ cứ dợp luôn. Quá ngon. Bim. Anh chuẩn ngủ dậy nó qua gặp mẹ nó hỏi mẹ nay quay clip gì vậy? Thôi đó thôi. Đúng rồi ha, tôi chuẩn bị nằm mơ. Được không anh trai? Thôi tuyệt mình mà hai anh chó kia không tham gia vậy chà. Hai anh chó kia đi ngủ rồi. Rồi đó coi nè, bữa tiệc nè, tham gia này rất nhiệt tình luôn nè. Ui, bà rửa đem tới. Trời ơi. Đó. Chị mèo ra góc vui chia tay luôn. Chia tay kìa. Con bò cụm với con bò sữa các bạn nó biết á. Thằng Tin dễ giật đồ ăn lắm. Cho nên lúc nào cũng bu thằng Tin hết trơn á. Em này không bu. Rồi, cứ hai cây nha, đây mình chiên 10 cây. Tin có cây nào chưa? Rồi. Em đang ăn. Ok, mời Tâm. Cái cây khác. Trời ơi, khác, này giòn quá rồi. Vàng quá rồi. Nó giòn lắm á. Anh cho nó giòn. Còn bánh bao không kìa? Còn nhá bánh bao. Rồi. Nhưng thịt là nãy giờ thòn rồi đó hả? Chắc là con giòn đó. Phải không? Kiki đảm bảo chắc bà không tròn đâu. À bếp em. Trời ơi. Ăn chút chút nè. Nó còn coi giòn không. Nè. Mà chim ăn mèo. Rồi mèo ăn được rồi nên mèo hết là á. Anh đổ mà con giòn mà sao không giòn. Chắc nó mềm rồi đó. Không giòn thì mềm thôi. Cái cục khác không như anh nè. Nè ăn nữa đi, ăn xúc xích nữa đi bi. Ok, anh chịu. Cho này cứ giọng thôi. Ăn bộ thôi chứ trong lòng muốn thồn hết vậy rồi. Trời đất ơi, cái dịch dịch ăn của tôi rồi. Đây nè, còn nữa nè Tâm. Ăn đây, Tim. Ba không ăn đâu, em để dành bỏ tủ lạnh ăn cho giòn. Trời đất ơi. Trời đất ơi. Món ăn đông luôn. Không minh, không minh. Thì nói chứ các bạn ơi, ngày hôm nay thì cái bữa ăn nhẹ của mấy chị em mình cũng đã kết thúc rồi. Thì chắc là chiều chiều mình sẽ tranh thủ là một cái bữa tiệc nho nhỏ ngoài đồng ruộng để tạm biệt hai đứa em mình nha. Thì cảm ơn các bạn đã xem hết video này. Và nếu yêu quý mấy chị em mình, nhớ để lại một like và nhấn full nút đăng ký kênh để ủng hộ cho mấy chị em mình có thật là nhiều động lực để cố gắng nha các bạn. Và bây giờ, bye bye.